Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube Lê Khôi Audio. Và hôm nay tiếp tục Khôi sẽ giới thiệu với anh em một đôi loa mỹ cổ rất là quen thuộc mà anh em ai cũng biết, đó là một cặp loa thương hiệu KLH. Tuy nhiên, cặp loa ngày hôm nay nó sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt từ model cho tới phiên bản nha. Đó là cặp loa mỹ cổ KLH, model của nó là 33. Đọc tiếng Anh nó là 33 nha, đó là 33. Rồi thì cặp loa này cũng hiếm có trên thị trường anh em nha. Anh em nào mà là fan hâm mộ của KLH thì chắc có thể là sẽ khó để bỏ qua cặp này nếu như mà có điều kiện chơi anh em nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ giới thiệu chi tiết đến anh em nha. Đầu tiên là về lưới, đây một cái lưới rất là đặc của anh em ha. Lưới này là lưới zin nha anh em. Đó, lưới zin nha, chứ không phải là lưới 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 zin. Đây, Khôi sẽ quay cho anh em xem ha. Đây là lưới zin, zin tuyệt đối ha. Lưới rất đẹp luôn, rất đẹp. Zin và còn đẹp nữa nha. Thì đó. Rồi thứ hai là mình sẽ đi vào cái phần thiết kế anh em. Thì rất đặc biệt anh em. Cặp này zin tuyệt đối, zin từ con ốc luôn, chưa bung anh em nha, chưa bung. Màng đặc biệt là cái màng này là màng kẻ ô này anh em. KLH mà kẻ ô này cũng gọi là khá hiếm luôn. Khá hiếm luôn rồi nè nha. Và đặc biệt là cái này nó có thêm một cái lỗ hơi nè. Phiên bản nhiều cái là không có anh em nha, anh em lưu ý nha. Nên cái cặp này xuống trầm rất là tốt. Anh em nào mà yêu thích á thì thích nghe trầm thì cặp này đáp ứng tốt anh em nha, tuyệt vời ha. Đó. Thì vẫn là thiết kế này là bát, nên bát 27 anh em nha. Bát 27 gân tẩm dầu, gân vải tẩm dầu. Toàn bộ là zin anh em, mùi này mùi vải này ha. Cái đời này này, đời mà đời kẻ ô này cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ hiếm có luôn. Nếu như mà các cái thông tin mà còn sót lại mà chính xác thì đây là cặp loa được sản xuất cho thị trường của Anh. Phiên bản này là cho Anh thì nó mới có kẻ ô anh em nha. Rồi thì đó là về cái một vài cái thông số nha. Đời này là đời 1 2 3 4 5 6 7. Đời này đời 8 móc. Tại vì trên trên thị trường có đời 6 ốc nữa nè, đời này cực kỳ hiếm luôn nha. Rồi anh em thấy cái loa chép ha. Loa chép thì ai cũng biết rồi ha. Nó nhưng mà nói về độ đẹp thì cặp này quá đẹp rồi nè. Đây, đây là cái keo để dán cái tấm tấm lưới này vào nha. Nếu cái keo này bung ra là có nghĩa là đã bung ốc rồi, gỡ ra thì nó sẽ bung nha. Tương tự bên này đó anh em thấy tuyệt vời anh em, đây là cái lỗ hơi nha, chứ không phải là một cái đường tiếng lỗ hơi. Mình nói rất là rõ để cho anh em hiểu được về cặp loa, về cũng như là về độ đẹp của nó ha, tuyệt vời tuyệt đỉnh luôn. Và còn một điều nữa, đây là cặp loa zin nguyên bản mộc, không qua túc tát chỉnh sửa nè, zin tuyệt đối luôn ha, zin tuyệt đối, zin tuyệt đối không qua túc tát chỉnh sửa. Khôi quay cho anh em xem đầy đủ luôn nha. Thì theo cái đánh giá khách quan của người bán audio cổ lâu năm thì Khôi thấy cơ bản cái thùng này nó còn khá đẹp, nên Khôi quyết định là không chỉnh sửa nha. Thật ra làm đẹp thì nó đơn giản thôi, nhưng mà mình để lại như vậy để cho những anh em nào có máu sưu tầm thì mình sưu tầm. Trên này là cái thông số này nè, thông số này, thông số gì đó, có thể là sản xuất năm 1972 này nha. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ quay về cái đít loa cho anh em cùng xem ha. Đây nè, loa rất đẹp anh em ha, rất đẹp ha. Anh em nhìn vào cái gỗ này rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đó. Đây, mình nói tiếp về cái này ha. Hai cái cọc loa giống hàng AR. Đó. Cái nút này là chinh chỉnh cái dải trên này. Đó. Nocman ha. Đó. Thì model của nó dưới này hẳn còn ghi chú là ba gì nữa rồi anh em. Số series cũng cách nhau vài số anh em nha, không lệch quá nhiều. Đó, rất là tuyệt vời. 82 và 92 ha, 82 92. Nó nằm trong những cái cặp loa đó, rất là tuyệt vời. Model này cũng đáng để anh em chơi ha. Đó. Thì nhận xét về nó thì nhiều anh em cũng cũng nói là đối thủ của AR. Thì với cái tầm giá này mình có thể so sánh với AR4. Nó rẻ hơn A4 rất nhiều anh em nha. AR4 có nhiều cặp pin nhất nhất thì cũng bây giờ là chục triệu rồi. Nhưng mà nó là thùng nhỏ hơn và bát nó chỉ có 20,
Nhưng mà cặp này bát tới 27 nha, bát 27 thì chắc chắn trọng nó sẽ tốt hơn, thùng to hơn rồi nhưng mà bát nó sẽ hơn, đó là điều chắc chắn. Thì anh em nào thật sự có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để anh em mình cùng giao lưu, và cuối cùng thì Khôi sẽ báo giá cho anh em chơi. Cái mức giá để anh em sở hữu cặp này rất rẻ luôn, dám nói với anh em luôn, bát 27 mà mô đen hiếm, thùng to anh em nha, thùng này là bằng với kích thước của AR2 nha anh em, thùng này bằng với AR2 đó, nên thậm chí là nhích hơn luôn đó, nhích hơn về cái chiều cao nha. Nhưng mà có cái mức giá gọi là cực kỳ dễ thương, rất dễ thương luôn nha. Khôi báo ra anh em sẽ giật mình luôn ha, giá cho ngày hôm nay, nói thật với anh em là mùa này cũng khá ế nha, bán rất là chậm, nên tất cả những cái món mà Khôi đưa lên Khôi bán là Khôi muốn thu hồi vốn nha, thu hồi vốn để mình có, mình xoay sở chủ công mình có để mình trang trải cặp loa, có cái mức giá để anh em sở hữu là 8 triệu 500 ngàn nha, 8 triệu 500 ngàn rất rẻ luôn anh em, rất tuyệt vời nha. Anh em nào là fan của KLH thì hãy sưu tầm ngay cặp loa này. Rồi cuối cùng thì Khôi cảm ơn anh em, và bây giờ thì mời anh em cùng nghe thử chất âm nha. Khôi cũng sẽ ghép với một con âm ly Fisher tầm trung thôi, 401T nha. Anh em nào có nhu cầu thì cũng xem qua clip để mình nghe, nghe ổn, nghe hay thì mình có thể sưu tầm cả bộ luôn, hoặc là chọn từng món tùy theo ý thích của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Vì đâu ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây? Không trách là tại anh mang ước mơ xa vời, nên tình mình nay trên phim tơ, những nỗi buồn từ đâu sao cứ theo nhau về, khơi dậy niềm đau từng đêm, biến khúc tình yêu xưa chán chứa mộng yêu đâu bỗng nay thành não đàn xưa lạnh cũng phim buông tiếng buồn trong đêm. Chuyện tình ta ngày qua giờ đây có khi nào anh nghe buồn không? Kỷ niệm xưa có bao giờ khơi dậy trong lòng những ngày tình nồng say? Về mưa dặn trời mây buồn không anh ơi, và lạnh không anh ơi, tìm xa xưa đâu anh có giây phút nào tránh xa quá rồi người ơi, ta đã hai phương trời, nhắc làm chi thêm xót xa. Hơi ấm nụ hôn đầu với bao lời.
làm chi thêm xót xa. Thôi hết rồi người ơi, bao đón đưa trông chờ, bây giờ lẻ loi mình đời.